Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời của mỗi người thường có những việc được coi là quan trọng. Và như các cụ của chúng ta vẫn nói, những việc như làm nhà, lấy vợ, tậu trâu đều là những việc trọng đại. Và khi thực hiện được một trong những việc đó thì bao giờ mọi người cũng cảm thấy rất là phấn khởi, vui vẻ và muốn được chia sẻ niềm vui đó cho bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Tuy nhiên cách chia sẻ thì rất khác nhau. Có những người thì muốn tổ chức một cách nhẹ nhàng, có những người thì muốn gặp gỡ trong một bầu không khí đầm ấm, thân mật, còn có những người lại thích sự sang trọng và ổn đã. Và hôm nay, với chủ đề của chương trình về lễ tân gia, chúng tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện về lễ chuẩn bị mừng nhà mới của một gia đình. Có lẽ không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Rồi, nhà cửa to hoang thế này hả rồi? Chết rồi. Giờ thế nào mà con Tony nhà mình lại thở to thế nhỉ? Tony ơi! Tony! Chết thật đi nào rồi này, Tony ơi! Tony! Gió từ cái lão này. Mình đã cái tử tôn đi thở hóa thành người ngay. Đấy, ngủ đêm chưa đủ, ngủ cả ngày. Người ta thì ngủ nằm, mình ngủ ngồi, mình ngứa mắt chứ. Giờ tôi bảo đây, đúng đây. Gió từ cái này. Ngủ dậy mặt mũi cứ ngơ ngẩn mà cười tủm thế, kiểu chú quỷ thế kia là kiểu gì. Mơ thế gái, mơ thế con nào chân dài chân nách bảo tôi hả? Mơ thế con nheo đi bảo tôi. Mơ thế con nheo đi bảo tôi hả? Để tôi trình bày cái này. Trình bày cái gì? Nói nhanh cho tôi xem nào. Bà có biết không? Biết cái gì? Tôi vừa mơ, vơ được cả một khoản tiền lớn. Vậy mà khoản tiền lớn như thế mà tôi vơ gọn ở trong lòng. Thế nó mới lạ. Một đống tiền to như đống giả luôn. Ông vừa mơ cái tiền. Lần sau mơ cái tiền thì bảo tôi trước nhá. Biết cả của rơi một đống tiền mà tôi khỏi tay. À này, ấy nó nói tiền. Mới tiền là hên lắm. Tôi vừa xin các ngài được mấy lễ. Tiền cứ reo này, tiền cười người múa. Rất khoát năm nay là mình nhiều lộc. Thế là nhiều lộc à? Mới lễ là xong. Thôi chết rồi. Sao lại, chết? Bà lại vừa lôi thằng lái xe của tôi đi lễ phải không? À, thôi chết rồi. Đây, bà có biết là bây giờ báo chí rồi là quay phim chụp ảnh rình rập những người mà vác xe của công đưa đi lễ rồi là đưa đi làm việc riêng không? Này tôi nói cho bà biết, bà mà để lộ ra cái chuyện mà ảnh hưởng đến tôi thì tôi nói cho bà biết là cả cái nhà này nhá. À mà không, tôi nói rộng hẳn luôn là cả cái họ nhà này tiểu đường luôn. Ừ, bà bảo chứng rằng đây lấy xe của công đi lễ. Nhưng mà đây hơi bị khôn nhá. Như thế nào? Tôi ngụy trang kiểu Úc. Tôi mới đến gần cái chỗ bụi rậm còn cách chỗ lễ khoảng một cây. Tôi giấu xe vào, tôi phủ bạt lên. Tôi bảo tôi đi lễ, làm sao với tôi lấy xe công mà đi. Mà xin lấy các ngài cho mình nhiều lộc lá lắm. Nhưng mà cũng lạ thật đấy. Tôi thấy tổng kết lại cái năm vừa rồi mình thu chi kém quá. Trời ơi, tất cả là do cái lệnh cấm biếu quả cấp trên. Đấy, đâm một số người ta sợ. Người ta không dám đến. Này chưa kể một số vin vào cái cớ đó để cứ lờ đi luôn. Nhất là cái Tết vừa rồi bà thấy không? Tôi điên nhất là một số người nhá, lại mượn cớ gọi điện đến giả vờ quan tâm sếp lắm ấy, để gọi điện để chúc Tết. Tôi đã điên hết cả người, tôi muốn giảm biên chế hết. Tướng mà không quân thì gọi gì là tướng. Ông giảm biên chế hết thì lấy ai đu xén đâu à? Ông nghĩ thế nào thì nghĩ đi. Tôi nói cho ông biết nha, mùa hè tới nơi rồi. Thằng Jimmy tí nhà mình vừa từ Anh Quốc gọi về. Làm cách nào hè này có 50.000 đô đóng học phí thì làm nhá. Ông làm cái nào đi, kệ ông. 50.000 đô. 50.000 đô đấy. Đấy, bà làm tôi rối hết cả đầu rồi. 50.000 đô chứ cái gì? Những cái gì đấy chứ? Ta làm nào? Ra luôn. Ôi, cái nhà cũ tân gia cái gì? Trời ơi, nôm na là ta làm cái lễ cất nóc. Cất nóc? Cất nóc nhà. Cất nóc. Bà nói lạ gì? Nhà này xây 9 năm nay chẳng nhẽ gia đình nhà ta ở không có nóc à? Nhà mình nhá, là gọi là cất nóc là có lịch sự nhá. Ôi ông nhá, kiếm cái cớ là sửa một số những cái nội thất trong toilet nhá, cũng là lễ tân gia. Xây 1-2 cái bậc thang rất xe máy lên, cũng là lễ tân gia. Còn nhà mình nó hoành tráng hơn, nó lịch sự hơn ở chỗ là mình đã sơn bả ma tít từ tầng 1 đến tầng 5. Từ tầng 5 đến tầng 1. Này, bà ơi, nhưng mà tường nhà mình nó đang đẹp như thế này, tự dưng thì cạo đi, bả ma tít sơn lại rồi này, nó phức tạp rườm rà lắm mà này, nó cũng đi ra mấy triệu ấy mà đùa. Qua một vốn bốn lời buồn cười thật đấy. Tôi nói cho ông phần này tôi sẽ làm một con toán thật đơn giản nhé. Cá sông
cá đầm, cá ao, kể cả sâu cũng vét nhá. Mời nhầm còn hơn bỏ sót. Bà định cắt mình mở vó là ông à, xem thế nào nhá. Hả? Ông à, người đông như thế, chưa? Cái chỗ chứa nó hơi khó khăn. Thì ông thuê tôi cái hội trường. Mà cao hơn nữa thì ông thuê tôi nhà thi đấu. Còn hoành tráng rộng lớn hơn nữa, ông thuê tôi là sân vận động. Cái live show này vợ chồng mình phức tạp ơi, cái nhiều tiền này tôi sẽ nói với cái thằng em chú em ở nhà xã đây này, văn hóa xã, văn hóa ở xã, ông đưa tất cả khách quan khách Hà Nội về quê nhá. Ông mà ông giờ ơi, ông thuê cái nào nó trong ngay Hà Nội nó hoành tráng mà khách khứa người ta lên đông đủ nó tiện đường tiện xe chứ vớ vẩn. Nghĩ ra cũng ra rồi. Ra rồi thế nào? Đơn giản, nếu cần thiết đã thích lịch sự nhá, tôi thuê hẳn khách sạn 5 sao luôn. 5 sao chưa to, 7 sao, 10 sao. Và vừa rồi vừa khánh thành khách sạn ngàn sao ngay đầu phố của mình. Hơi bị hoành tráng. Trăm sao, ngàn sao mời luôn. Ngàn sao hả? Sao càng nhiều, phong bì càng dày. Vét đĩa rồi phải một vé đến 5 vé. Ôi trời ơi, hàng mấy trăm ngàn đô nó nằm ở cái chỗ đấy thì ông thấy thế nào? Bạn chiều sao ngay, điều ngay thằng Hớn lái xe. Đưa tôi đến cơ quan mượn sổ lương chiều theo cái đấy. Ta ghi tên vào, ta sẽ mời. Này, tôi nói cho bà biết là cái thằng Hớn là nó đi với bà, tôi sợ lo nó đâu. Người thằng ấy hạn chế, nó mất phong độ. Tầm cao nó hạn chế nhưng mà cái tầm suy nghĩ nó lại cao nhá. Chị hơi khát tí mời chị uống nước nhá. Mà chị hơi đói là chị ăn quà. À thế chiều nay đi với tôi. Thằng ấy được báo. Thôi cứ thế mà quyết nhá. Quyết thằng này. Đi làm việc đây. Rồi bà đi nhá. Ta sẽ quyết thằng Hớn. Này chị kia. Chị ơi, chị đi đâu đây hả? Anh đâu? Ông nhìn kỹ tôi là ai mà ông quát tôi đấy hả? Ồ, quát ông này, ông làm bảo vệ ông chả để ý gì cả. Đây là cô Phình, vợ giám đốc Trương. Xin lỗi chị, em không nhận ra dạo này chị béo. Chị xinh quá, em không nhận ra, em xin lỗi chị ạ. Chú quá khen, cứ mang tiếng đồng hương của nhau mà hàng năm chả đến thăm nhau, chả có lời. Thương quá thể quá đấy. Chị ơi, em quê ở Nghệ An, còn anh ấy quê Bắc Ninh, thế chị nhầm em với ai ạ? Nhầm là nhầm thế nào? Cứ từ Quảng Bình hát trở vào Nam ấy là đồng hương với tôi nhá. Còn từ Quảng Bình hát trở ra Bắc là đồng hương với nhà tôi. Tôi ở Việt Trì đấy mà còn họ rất gần với chú Trương. Thôi vào việc đi. Thôi gì thế này nhá. Chả mấy khi chị đến cơ quan gọi là vô cùng đau đớn báo tin là hôm nay chú đến tân gia. Chị ơi sao lại vô cùng đau đớn? Vô cùng vinh dự. Chú đến là tân gia với anh chị cho vui. Thế anh tân chị cũng hả, chưa chị? Kịp vào điền tên. Chú tự điền tên vào cho nó chú đáng nhá. Dạ, vâng. Chị cũng nói luôn thế này. Dạ. Tiền nhà chị thì đơn giản lắm. Dạ. Đầu bếp là châu Phi, mẹ Thổ Nhĩ Kỳ, bố là người Mỹ, còn ông ngoại là người Thụy Sĩ. Cho nên là các món ăn đơn giản 500 ngàn một suất. Cho nên là tùy em, 500 tùy ngàn hảo tâm. Tùy hảo tâm của chú đến phong bì bao nhiêu tùy chú nhé. Chị ơi, thưa chị em cũng mang không muộn rồi. Dạ. Thôi, chú xử thế nào chú xử tùy nhé. Tùy tâm thôi. Dạ. Tùy tâm thôi. Dạ vâng ạ. Chậm quá, chậm quá. Chậm quá. Chị Phình. Ôi, lâu lắm rồi chị em mình mới gặp nhau. Chị vào trong này chị. Thân tình lắm cô, gọi tôi là Phình đấy. Còn tên thật tôi là Nguyễn Thị Tâm Tình. Ôi, chị đổi tên Tâm Tình à? Tâm Tình là ai? Gì thế? Cô kích cái mông lên để con đổi cho cô cái ghế. Chị được hiểu ý. Trông chị to béo cồng kềnh như này thì cái bản tọa của chị toàn xương. Cảm ơn. Chị ra về khỏe quá cơ. Khỏe quá cơ. Mà cô đã ăn được không khí, chứ chị ấy, nó thật đắng mồm, đắng miệng lắm. Sáng nay gọi bát phở tái hồ nạm 15, đập 4 trứng ăn mãi mỹ. Cô dùng đôi mỹ, cô ăn hết hả chị? Khổ thân chị. Cơ quan giờ này khang trang quá nhỉ. Tường cứ chắc lốp như là phòng cấp cứu bệnh viện ấy. Vâng. Quá. Tất cả là cũng nhờ tài ở giám đốc Trương đấy chị ạ. Chị cũng công nhận nhà chị là mả táng hàm rồng. Vâng. Lấy được người chồng vô tài thất đức như anh ấy hay quá. Đấy phụ đẻ không kiên nó nhiều. Có tài có đức. Ai lại làm việc cơ quan 12 tiếng xong mang việc về đêm cứ lẩm bẩm toàn họ bàn chuyện cơ quan. Đêm qua nằm mơ thế nào còn đấm đá chị thâm tím hết cả người. Đấy khổ thế. Chị em biết chị ạ. Chính vì thế mà Tết vừa rồi chúng em có dám đến nhà để chúc Tết anh chị như mọi năm đâu. Mặc dù là quà cáp đã gói ghém rất cẩn thận rồi đấy chị ạ. Quà đâu? Chị nói thế không sao. Tết qua rồi nhưng mà ngày thường vẫn đến được. Tối nay anh chị có nhà đấy. Có gì đến anh chị tiếp. Cô ơi, mang quà đến luôn. Con bảo này. Theo ý con ấy là xe mình có sẵn ở đây rồi, đúng không ạ? Quà cáp chị đã gói ghém rất cẩn thận.
thì chi bằng là mình mang cái quà của chị về nhà mình luôn. Chứ còn để mấy hôm nữa người ta mới mang quà đến mà lẫn với cái đám quà tân gia là chết trời. Không nhớ ai nhai đâu. Được đâu mày, thông minh lắm đấy. Vâng. Được. Ơ anh chị lại tân gia nhà mới à? Ôi trời ơi, chắc cái nhà mới này phải to gấp mấy lần cái nhà anh chị hiện đang ở ấy nhỉ? Không có khen, vẫn cái nhà cũ thôi. Vẫn nhà cũ chứ ạ. Anh chị tút tát sửa chữa lại. Vâng, cho nó khang trang. Làm vài trăm mâm. Mình làm vài trăm mâm. Vài trăm mâm thế nào? Ta mà làm 1.500 thiếp mà không nhớ. Vâng, làm mỗi ít gọi ít cỗ để kiếm cái phong bì cơ nhỉ. 1.500 mâm. Định không làm đâu. Nhưng mà sợ rằng là sếp mà không mời nhân viên đến nhà tân gia, anh em để bảo rằng mất đoàn kiếp nội bộ xa rời quần chúng. Mà có nói thật đấy, đấy. Cô ạ, em nói thật với chị với cô chứ, còn chú Trương em cũng dở hơi lắm. Cũng là giám đốc nhá, mà giám đốc bên ngoài ấy, là người, các giám đốc khác nhá, người ta có ô tô các thứ, người ta chở vợ con đi đám ma đám cưới, đi chơi đi bời vô tư, nhưng mà chú Trương em ấy là cái gì cô? Mày nói cái gì mày tát mặt tao? Sáng nay hai cô cháu mình lấy xe đi lễ một chân không cái điểm. Còn quên mất. Đấy là người khác. Ý còn muốn nói là các giám đốc khác ấy, người ta lấy nhà, người ta chia đất cho họ hàng như người ta. Chứ mình đây làm có vài trăm mâm đã sợ rồi. Thôi, em ạ, hôm nay chị đến đây chả xa gần gì. Vâng. Cho chị mượn cái sổ lương cơ quan. Sổ lương làm gì hả chị? À, chị định chiều theo tên trong sổ lương ấy, từ A tới Z. Mời hôm nay mai người ta bảo người yêu, người ghét, người mời, người không. Rồi mất đoàn kết nội bộ lằng nhằng lắm, em cho chị mượn. Vâng, vâng, chị cho chị em nhé. Em bảo này, chị cho em mượn luôn cả tất cả những cái nhân viên hợp đồng này, nhân viên thử việc này, rồi là khách khứa của cơ quan này. Đây, có đầy hết rồi. Dạ vâng. Có đầy hết rồi. Mà cô ơi, theo con bây giờ thế này đi. Nhân tiện thì... bây giờ thế này, mình mà viết hết ngần này thiếp á, thì có đến Tết sang năm trả xong. Có phải không ạ? Thế chi bằng bây giờ mình nhờ chị chuyển cho tất cả các trưởng phó phòng, người ta nắm được quân số cơ quan, người ta ghi hộ mình nhá, cho nó nhanh. Chứ mình viết đến bao giờ mà còn đi bao nhiêu nơi nữa cô ạ? Đúng, mày ngu suốt ngày nhưng mà thông minh đột xuất. Ý kiến của nó hay đấy em ạ. Em giúp chị nhé. Vâng, thế em gửi chị nhá, chị giúp em cái. Chị ơi, chúng em dứt khoát phải có mặt trong những ngày này chị ạ. Chị yên tâm nhá. Nếu chị nhớ không nhầm, hình như là cô Nga làm phó phòng 7 năm có lẻ rồi ấy nhỉ. Mấy lần em định có nhờ với anh chị, nhờ anh chị giúp đỡ. Nhưng mà sao, đợt này anh chị tân gia nhà cửa khang trang lắm. Cửa cứ là rộng 2m3 mà cao 1m8. Em chứ to gấp 10 lần em vào lọt. Cái chịu khó thăm anh chị luôn là mọi việc đều tốt. Chị ơi, thế thì dứt khoát có một dịp nào đấy em sẽ mang cái gì đó cao 2m3 rộng 1m8 đến để thử chị nhá. Ở nhà chị chật lắm. Em xem có cái nào nó gọn nhỏ nó... Vừa phải thôi chị ạ. Em hiểu rồi chị ạ. Thế bây giờ này nhá. Bây giờ là chị phải đi rất nhiều nơi. Đây là mấy trăm thiếp khống, cô xem cơ quan còn thiếu ai, điền giúp thì mời giúp anh chị nhé. Chị ơi, cơ quan em tất tần tật cả hợp đồng lẫn biên chế chỉ có 500 người thôi. Bây giờ 500 bổ sung này thì mời ai hả chị? Mời được ai đấy là tài biến báo của cô. Quá chị chưa hiểu. 500 thiếp bổ sung này chị ạ, là để dành cho các trưởng phó phòng, rồi anh chị em cho cơ quan, ai có nhu cầu để họ mời bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu của người ta. Mày cái giải dòng văn tự, nói nôm na thế này em ạ, tức là ví dụ như là bạn của bố mẹ hớn, vâng. bạn của chị, vâng. bạn của em, với 5.000 thiếp hết chứ 500 phải là cái đinh gì mà cũng phải lo. Thôi chị bận lắm, bây giờ chị phải đến một số cơ quan đối tác của anh ấy mời hôm nay mai, ta lại trách phiền lắm. Thôi chị đi nhá, vâng, có gì giúp chị nhá, chị đi nhá, giúp cơm mình chồng chẳng khô nhá, chị đi nhá. Em đi ạ. Đi nhá. Làm cũng chết, mà không làm cũng chết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với phần đầu của câu chuyện, quý vị và các bạn đã thấy được sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, chu đáo và cụ thể của gia đình chủ nhà với lễ tân gia của mình. Thường thì khi mà lễ tân gia thì bao giờ người ta cũng muốn chia sẻ niềm vui, nhưng có lẽ là cách chia sẻ của chị Phình hơi quá. Quý vị và các bạn có thể cảm nhận thấy điều đó khi chúng ta theo dõi được thái độ của những nhân viên của cơ quan chồng chị Phình khi nhận được những thiệp mời dự lễ tân gia này. Không biết là chị Phình đã dừng lại ở đấy hay chưa, hay là chị còn muốn làm thêm những điều gì nữa? Này, cảm ơn. Trời ơi, chết thật đây. Đấy các bác xem, hôm nay em ra ngõ gặp xe máy gặp ngay cô Thảo Vân nữa rồi. Ôi này em ơi, hôm nay là chị tân gia, em đến là xem nào ăn cơm cùng với anh chị nhá. Bây giờ may quá, chị mời em thiếp đặc biệt, thiếp xanh. Chị đấy. Ơi nhưng thực ra thì em cũng mới chỉ biết anh chị qua cái câu chuyện khi chúng em đi chuẩn bị cho chương trình chứ còn. Hay lạ quá, cô cả nước biết tên, cả nước biết mặt, mà tôi lại không biết cô, là vô lý quá.
mà tôi cả nước biết mặt mà cô lại không biết tôi lại càng vô lý. À mà vớ vẩn thế nào. Đúng rồi, em còn có họ với chị đấy. Ngoài cái mối quan hệ xã giao là em còn có họ với chị. Bởi vì đâu bố em ý là em kết nghĩa của ông anh nuôi của ông anh rể chị. À đúng chưa. Mà không đi là không được rồi. Thôi chị bận lắm, thế hôm nay em cố gắng gấp đi với chị nhá. Ồ, cái anh em nghe nhà em cười dây đắng thế. Ôi trời ơi, hôm nay chị cũng qua đây là đây anh ơi. Ôi trời ơi, anh em hạnh cảnh hoa em thế này thì hôm nay đến với phong bì hơi bị nhiều đấy. Ôi trời, anh có phải là anh hòa cố đào ra tiền đúng không ạ? Anh là anh chơi với lại cái hoa đúng không? Không, không. Ôi, anh kể cái hoa chơi với cái đức đúng không ạ? Không, không. Anh là anh ở cái hoa, mà cái hoa chơi với cái đức ở chơi với thanh, cái thanh ở chơi với cái hà, mà cái hà là hơi biết em. À, thôi thế này anh nhá, thế là chả mấy khi thì em gặp anh ở đây, thôi thì anh cũng là khách đặc biệt, em mời anh thiếp xanh. À, còn một cái thiếp này anh xem là bạn của bạn anh thì em đang để khống thì anh mời giúp cho em nhá. Ôi giờ nếu em không nhầm anh có bảo mấy ảnh, hôm nay đến Tân Gia anh mua sẵn mấy cuộn phim là anh chụp gửi kết cả nhà em luôn nhá, anh phi luôn cho em nhá anh nhá. Xin lỗi chị nhà. Tôi mới ở Manchester mà các bạn đều thích cái thành phố ấy. Ở bên Anh về tốt chứ. Không, đây đây, năm châu bốn biển đều một nhà. Thế cho nên là hôm nay gặp em ở đây là em vô cùng vinh dự là em được biết anh. Và anh vô cùng vinh dự được biết em. Thế thì em muốn mời anh ngày hôm nay đến Tân Gia nhà em nhá. Rồi. Rồi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem rằng ngoài chúng tôi, ngoài những người khách hoàn toàn bất ngờ mới gặp và ngoài những nhân viên của chồng mình thì chị Phình sẽ còn có những cái hành động nào nữa đối với cái lễ tân gia của mình không? Có lẽ câu chuyện của chúng ta càng lúc càng thú vị. Xin mời quý vị và các bạn. Mình ơi, dậy đi Mình ơi! Mình! À, mình ốm rồi, mình đi viện rồi, mình không có nhà đâu. Ôi trời ơi, em đây mà chứ không phải người ngoài đâu. Trời ơi, dậy đi em bảo này. Mình ơi, tay chân mình làm sao thế này hả mình? Ôi dồi ôi, làm sao đây? Không sao hết. Ôi dồi ôi. Chỉ đau trong ruột thôi. Chứ đau trong ruột thì làm sao mà mình băng tay thế này hả? Đau ở trong, nhưng phải băng ở ngoài để cho cả thành phố nó biết. Ôi dồi ôi, thành phố người ta biết thì làm cái gì cơ chứ? Chẳng hiểu cái gì cả. Làm cái gì đấy? Để đỡ phải đi ăn cỗ. Mình đau chân, đau tay, mình què như thế này, người ta không đỡ mình, mình đi ăn cưới. Đây, nhìn đây này, mới có một tuần thôi. Nhìn đi, này, cả một đống thiệp đây này. Này. Hôm nay chắc là tôi với bà chuyển đến rừng mà ở. Sao nhiều này? Ờ, đi trên rừng ấy chỉ có khỉ thôi. Mà khỉ thì không tân gia mừng hỉ mừng thọ gì hết nhá. Mình ơi, chưa hết đâu mình ạ. Cái gì? Chưa hết đâu. Cái gì mà chưa hết? Thiếp mừng tân gia nhà sếp này này. Mình ơi, ôi trời ơi, mình ơi, tỉnh lại đi. Mình mà chết thì ai là người đi ăn cỗ bây giờ hả? Mình ơi, tỉnh lại đi mình ơi, trời ơi. Mình ơi, hết đám cưới truy lùng là đến tân gia truy xét. Phen này chắc tôi bà ra đồng mà ở. Ôi dồi ôi mình ơi, bận còn sâu cái kiến thì phải chịu vậy chứ biết làm thế nào hả mình? Chịu thế nào mà chịu, có xu nào nữa mà chịu. Nhưng mà đây là đám tân gia nhà sếp, dù khuynh gia bại sản thì mình cũng phải có mặt. Anh nói cho mình nghe nhé. Cái đám này sức khoát là không thể đi răm trăm được đâu. Sao nó không răm trăm? Không thể răm trăm. Răm trăm mà còn không được. Không được. Thế nên là mà cô định mang cái sổ đỏ nhà này đi chắc. Ôi, từ từ rồi khoai sẽ nhừ đâu. Nhừ cái gì? Làm cái gì mà cứ sồn sồn lên đấy hả? Này em bàn với mình nhá. Cái gì? Nhà mình có cái vô tuyến mới mua cái kia à. Bây giờ đem bán đi à. Lúc này mình phải đầu tư chiều sâu mình nhá. Mất à. Cái nọ thì mình sẽ được cái kia. Được cái gì? Mình ơi à. Em sẽ được làm trưởng phòng à. Bây giờ mới lộ cái mặt ra nhá. Hóa ra bán của bán nhà đi chỉ để chạy chức chạy quyền phải không? Thôi nhá, tôi nói cô biết nhá. Dẹp ngay cái trò đi. Mình ơi. Này em... Tôi là tôi người đàng hoàng, tôi không chơi cái trò đấy. Thôi, xuống nấu cơm. Thôi, em... Nhạc lắm rồi. Mình ơi, em... Đi xuống nấu cơm. Alo. À, chị Phình à? Vâng, em chào chị ạ. Chị ơi, em đã đưa tất cả mọi người trong cơ quan rồi. Không sót một ai cả chị ạ. Vâng, chị biết không, cả cơ quan đang dấy lên phong trào đi mua quà để mừng tân gia nhà anh chị đấy. Dạ. À thế ạ à? À, vâng, em sẽ báo với tất cả mọi người là không có gói quà cáp gì cả. Chỉ cho vào phong bì cho nó gọn chị nhờ. Vâng, để em báo với mọi người nhá. Vâng, em chào chị ạ. À chị ơi, chị nhớ đoàn cho em một phát chị nhá. Vâng, dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng.
em mượn cái răng vàng này. Mai kia em lên chức, em sẽ giả cho mình gấp đôi lần. Gấp 4 lần. Gấp 6 lần. Rồi 10 lần đi, 10 luôn đi. Thôi mình ơi, có cái răng vàng này thì em mới đoàn được, mình hiểu chưa? Rồi luôn. Trời mệt quá các bác ạ. Con Tân già tấp nập vui vẻ quá rồi. Ông ơi. Trời mệt quá. Ông ơi. Ông này. Hả? Tiếp khách gì mà như là chạy việt dã. Hết người này đến người khác, là bắt tay là gặp mặt, chắc muốn thể hiện đi bà. Mình cũng phải cố. Tất cả là vì tương lai con em chúng ta. Đấy. Nhá. Mà nhà mình ăn ở Phúc Đức, cho nên là khách đến cứ nườm nượp với ông ạ. Kiểu này là thiếu cỗ đấy. Quý hóa quá. Tôi chỉ tiếc là hôm nay ông chả nghe lời tôi. Ông đưa khách ra sân vận động, có phải ta thu chi hơi bị nhiều không? Tiếc quá, khách sạn không còn phòng để thuê, tiếc quá. Này, bà lại cứ quá đà. Khách sạn 4 năm sao là lịch sự rồi. Bà là cái trượt giá ra như thế thì ảnh hưởng đến uy tín của tôi, bà biết không? Lấy tiền của thiên hạ cũng phải mức độ vừa phải thế chứ. Tôi chả lấy gì của ai hơn cả. Tôi chỉ đòi lại cái gì của tôi đã mất thôi. Ai ăn cắp ăn trộm cho bà mà mất à? À, bà là tham lắm đấy. Tham cái gì mà tham? Thế tôi hỏi ông nhá, cái hồi ông làm phó phòng ấy, hàng tháng ông lấy bao nhiêu tiền của tôi đi đâu biết không? Nào là sinh nhật, nào là thôi nôi, nào là hiếu hỉ, cưới chay ma xin một tháng của tôi vài triệu. Bây giờ tôi lấy lại cái tiền của tôi thôi, đấy, có đấy, thế đấy, thôi đấy, đấy. Mà thôi, bà thích làm gì việc của bà. Lại dối đấy. Có lại làm không thì bảo đây. Khéo. Khéo hơn ơi. Khéo, úi giời ơi, úi giời ơi. Mày làm ăn được cẩn thận đấy. Vỡ cái thùng tiền này là không có chỗ nào mà chứa đâu. Ngoài cái đông khách quá cô ạ. Cô chú ta tiếp khách đi. Ông đang dỗi đấy. Sao lại dỗi? Chú ơi, cháu bảo này, chả mấy khi có phát tân gia này đâu. Chú ạ, mình phải khai thác cho triệt để. Đúng. Ông ơi, ông chỉ còn một vài năm nữa là ông về hưu rồi. Cho nên ta được phát nào ta xào phát ấy ông ạ. Đấy. Ông nghe lời tôi ra tiếp khách đi. Phát nào xào phát ấy. Lại giọng chờ búa ngày xưa rồi. Chờ búa ngày xưa. Thế không thử có tay gái này á, mọi khó khăn trong cái nhà này là ai? Tôi chứ còn ai? Cứ vớ va vớ vẩn. Thôi không bàn gái nữa. Hớn. Dạ. Đọc cái kế hoạch tháng 5 cho mới nghe. Dạ vâng. Ngày mùng 1 tháng 5 tổ chức cho anh em liên hoan nhân dịp quốc tế lao động, mở ngoặc tại nhà sếp. Ngày mùng 3 tháng 5 sinh nhật sếp. Này. Dạ. Tôi là sinh ngày 20 tháng 2 cơ mà. Dở hơi quá. Thế ông sinh vào cái ngày Tết Nguyên Đán. Nguyên Đán người ta đến là chào hỏi ông rồi. Tôi phải rời ngày sinh của ông lùi lại để người ta đến lần nữa. Mình phải thu hai lần chứ. Hấp vời quá. Tiếp đi. Ngày mùng 10 tháng 5 sinh nhật cô. Ngày 13 tháng 5 làm thượng thọ cho ông trẻ bên ngoại cũng nhà cô. Ngày 20 tháng 5 thôi nôi con gái của đứa em họ cháu. Ngày 23 tháng 5 dỗ bà bác bên nội. Thôi, dứt hết cả đầu rồi. Cô cháu nhà bà nhá, thích làm gì thì tôi làm. Tôi không nhiều lời với ông nữa. Hớn ơi. Dạ. Thế cái việc cô bảo em là thuê vệ sĩ thì đâu rồi? Dạ xong hết rồi cô ạ. Ờ. Hey, come. Dạ cô ơi, đây ạ. Ông ơi, sao lại thuê một cái ông chạy đen cháy cái cột nhà thế kia nhỉ? Này Hớn ơi. Dạ. Tao Tân gia, tao có mở hội làng thuê người vật thi về đây đâu. Mày thuê về đây vật nhau với ai? Cô chả tức thời cái gì cả. Bây giờ đến các câu lạc bộ bóng đá trong nước, người ta còn thuê cầu thủ nước ngoài để đá cho nó khỏe. Chứ cô bảo cái hòm nhà mình nó to, nó nặng thế này, con thì vác suốt từ nãy giờ, cứ dẹo bên này giặt bên kia, ngã sắp ngã ngửa mấy lần đấy cô ạ. Mày rõ là vén tay áo xô đốt nhà táng giấy. Thu chi cân đối hôm nay không biết được bao nhiêu. Lại thuê vệ sĩ ngoại với thế kia để tốn tiền của tôi. Mày không hiểu cái gì cả. Không, cô chú yên tâm. Rẻ như bùn. Cô chú có nghe nói công ty môi giới cầu thủ nhá. À có nghe. Ra nước ngoài mang mấy chục chú cầu thủ về Việt Nam bán cho các câu lạc bộ. Đúng rồi. Đấy, có một số chú thì rất thành đạt. Đúng rồi. Còn một số chú thì không thành đạt. Đúng rồi. Thằng này nằm trong cái diện không thành đạt. Nó vật vờ ngoài kia. Không ăn việc làm. Bây giờ làm gì có tiền mua vé máy bay về đâu. Con thuê về đây vừa là làm bốc vác cho nhà mình, vừa làm vệ sinh để cho nó sang nhà. Nè ông ơi,
thằng lớn thì tao thấy nó là chiều cao nó hạn chế nhưng mà sự suy nghĩ nó bay bổng ghê. Ông để tôi làm cái phỏng vấn nhanh nhé. Bà chủ động đi. Sức khỏe tốt chứ? Ok. Hiểu đấy. Thế là từ nãy tới giờ chúng tôi nói chuyện tiếng Việt thì có hiểu không? Ok. Đây, thế là làm việc nhà tôi xong nhé. Tiền nong thế nào thanh toán với tất cả với chú này nhá. Ok. À, thế từ sáng giờ ăn cái gì chưa? Ok. Tôi nói cái gì là ok. Bây giờ ông ra thẩm vấn tiếp xem như thế nào. Anh cũng ok. Ừ. Này, tóm lại là từ nãy cô nói cái gì mày có hiểu không? Ok. Vẫn ok. Có nghĩa là nói cái gì thì mày cũng ok. Cũng ok. Bây giờ chú ok, mày ok. Tóm lại là ok. Là vẫn ok. Bà ơi, này, tránh nói ít như cái thằng này có khi lại lành. Nó lại được việc. Thôi thôi, ông lại sắp sửa đứng đây buôn dưa lê đấy. Ông ra ông tiếp khách cho tôi. Nhanh, thằng này tôi xử lý. Bà xử lý chứ không ý rồi, tôi quý hóa quá. Này, thế tóm lại từ nãy toàn ok. Thế bây giờ tôi nói nhiệm vụ thế này nhá. Khách đến đưa phong bì. Đây, tay này cầm phong bì. Tay này cầm, ấn phong bì đây, ok. 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 Sao hả cô? Tao nói gì nó toàn ok, chưa chắc thì làm ăn tốt đâu. Thôi để cho chắc ăn, mày đứng đây nhá. Dạ vâng. Khách đến ý, là mày cứ làm cái động tác ra hiệu cho phong bì vào đấy. Nếu ai có ý định chống đối, lập tức cảnh cáo mắt luôn. Hiểu chưa? Những ánh mắt mang hình viên đạn. Lập tức là người ta cho phong bì vào đấy. Vâng. Hiểu? Nhưng mà cô ơi, thì nhỡ con nhìn nó dữ dằn quá, nó khủng khiếp quá, người ta có ý kiến thì sao ạ? Ôi giời ơi, chả ai ra tòa vì cái chuyện là những ánh mắt bằng hình viên đạn cả. Ôi chị ơi, em chào chị. Ấy cục Nga. Ôi chị ơi, sao hôm nay chị xinh thế? Ôi giời thế hả chị? Rồi ôi, chị mặc bộ quần áo này mốt quá chị ạ. Bộ này vừa anh gửi về cho chị đấy. Chị ơi, bộ này là hết 1,500 bảng của chị đấy. Hơi bị xinh đúng không? Đấy, ăn chơi là phải tốn kém thế đấy. Chị cứ mặc những cái bộ như thế này này, trông chị như là 30 tuổi ấy. Này, trai 30 tuổi đã già, gái 50 tuổi mới ra vấn đề. Mày làm cái trò gì đấy? Thì cô bảo con là khách đến phải nhìn ánh mắt hình viên đạn. Giời con ơi. Vừa nhìn hết cả băng đạn mà chị chẳng có ý kiến gì cả. Tùy từng trường hợp chứ. Vâng, thôi cô, con xin là con làm theo ý của con được không ạ? Mày muốn làm gì phải làm. Dạ vâng ạ. Em chào chị. Chị ơi, trước khi trình bày. Vâng, chị ấy xong chị trình. Ấy xong trình. Vâng, chị ấy xong trình. Vâng. Chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Vâng. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Cô hiểu rồi đấy. Hiểu rồi. Mày đi chỗ khác, tao làm việc. Dạ vâng vâng. Nhân ngày tân gia nhà mới của anh chị, em có chút quà để chúc anh chị là phát tài phát lộc. Ơi mà, ơi mà, em cứ làm vấn này là chị lại hư đấy. Chị tới đây em mà được làm trưởng phòng nhá thì á em còn nhiều dịp để làm chị hư nữa đấy. Đẹp quá. Ôi trời ơi, cái truyền đẹp quá. Thẩm mỹ là nghề của em đấy chị ạ. Ôi rồi, em mua ở cửa hàng nào nổi tiếng không em? Không. Đây là mẫu mã là do tự em thiết kế. Thế sau à? Đó đưa người ta đánh từ cái răng vàng của chồng em. Tự nhiên cái dây chuyền ảnh hưởng gì răng vàng của chú? Không, ý em nói là chồng em bảo là đánh cái răng vàng để tặng anh chị. Thế nhưng mà em bảo là chị thì mồm rộng mà răng chắc lắm, cho nên là không đánh răng mà chuyển thành đánh dây. Chị hiểu ý đấy. Vâng. May mà cô đánh cái dây chuyền. Vâng. Cái răng của chị này rất là chắc. Đúng nhá. Rồi. Không cần phải răng vào nhá. Đúng rồi. Ôi, quý hóa quá. Này, sao dây chuyền gì mà toàn mùi thuốc lá thế? Em đã nói rồi, em bảo là đừng có hút thuốc lá nữa. Đừng có nghe đâu, cứ hút cho nó lắm vào. Hút đến mức độ làm xỉn cả vàng của người ta. Ô hay nhỉ. Công nghệ đánh dây chuyền bây giờ hơi bị hay nhỉ. Ngồi đánh dây chuyền mà dây chuyền ngửi được mùi thuốc lá mà ám xỉn đấy như thế này. Nhưng mà dù sao thì vàng cũng là vàng. Vàng vẫn là vàng. Chị cảm ơn em nhé. Rồi cảm ơn chị... em nhiều lắm. À thế em ăn uống gì chưa nhỉ? À chị... À thế mời em vào ăn nhỉ? Hơn ơi! Dạ.
xem thế nào xếp chỗ chị Nga. À, ui dồi, mày quá, em nghĩ suốt từ nãy giờ không có ai cả. Đây có mâm 5 người rồi, thiếu một người chị vào ngồi cho đầy. Em để chị đợi mấy người quen đến ngồi cho nó vui. Ui trời, vui vẻ cái gì, đi ăn cần gì vui. Thôi, chị vào. Thôi, được rồi, cứ để cô. Thế em vào ăn với chị cho vui nhá. À, ăn sau rồi, cứ về sau rồi, tôi ăn sau rồi về trước nhá. Anh, sao anh về sớm thế ạ? Mình vừa ăn xong. À thế ạ? À, thế cậu này. Vâng, em là người nhà đây mà anh về sớm thế. À thế à? Ui dồi ôi, hôm nay nhà có việc bận. Rất muốn ở lại chia buồn cùng gia đình nhưng mà có việc bận quá nên là phải về trước. À thế là nay ông bà chủ đi đâu hết? Cô chú em ở cả trong kia kìa. Thế sao tớ không nhìn thấy nhỉ? Ở trong kia đấy anh ạ. Hay là cậu gọi giúp tớ đấy nhỉ? Gọi ấy ạ? Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh ơi, anh em bảo này, có khi là anh cứ ấy ở đây cái em gọi. Rồi cậu cứ gọi ra rồi tớ ấy. Anh cứ ấy rồi em gọi. Cậu cứ gọi rồi tớ ấy. Khổ quá, anh buồn cười thật. Thì anh ấy một cái em gọi ngay. Nhưng mà họ phải thấy thì mới ấy. Anh cứ ấy rồi người ta thấy ngay đấy mà. Nhưng mà người ta chưa thấy thì mình chưa ấy. Căm. Anh ấy vào đây cho em một cái. Ở đây. Ok. Ui, có mỗi thế rồi, em gọi ngay đây. Cô ơi. À đây rồi cô ơi. Đây gì đây? Có khách của cứ đợi mãi hơn từ nãy giờ đấy ạ. Hân hạnh, hân hạnh, hân hạnh, hân hạnh, hân hạnh. Cháu chào bác ạ. Cháu chào cô ạ. Cô trẻ quá. Giới thiệu với cô, cháu là Nam. Tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại. Cháu ghi hết vào phong bì. Ấy là bây giờ đấy ạ. Ấy rồi phải không? Dạ vâng ạ. Ấy rồi thì cô sẽ ấy. Dạ vâng. Cháu xin giới thiệu với cô. Cháu làm ở cơ quan chú. Hiện giờ là cháu đang có ở trong cái danh sách là những nhân viên chuẩn bị thi vào biên chế. Dạ vâng, chính vì thế là chăm sự nhờ cô. Rồi. Cô nói giúp cho chú cho cháu một câu. Rồi. Vâng, nếu mà được thì cháu sẽ có dịp cho đến thăm gia đình sau ạ. Được rồi, dạ. Sẽ còn nhiều dịp tha hồ và nhiều dịp nhá. Dạ, thế cô đấy chỉ là lý do phụ thôi. Dạ, lý do chính ngày hôm nay là cháu muốn đến đây là muốn chia buồn cùng gia đình. Cái hôm mà chú điện thoại cho cháu báo tin cụ mất thì cháu đang công tác ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nói thật với cô là cháu rất áy náy mà không về đưa cụ ra đồng được với gia đình. Tôi hôm nay 49 ngày thì... Này Nam ơi, cô hỏi khi không phải Nam có bị ấm đầu không? Dạ không. Nam vừa nói cái gì nhỉ? Dạ. Đến nhà cô là mục đích gì? Dạ hôm nay là 49 ngày ông cụ ạ. Tứ thân phụ mẫu của tôi đều khỏe mạnh cả. Tự nhiên đây bảo 49 ngày là thế nào? Ông ơi! Cái gì đây? Thế cậu là làm bộ phận nào? Cháu làm đang thực tập ở phòng phát triển kinh doanh. Ôi giời. Cái gì mà có ổn nào đấy thế hả? Này. Ông xem ngày tân gia vui vẻ thế tự nhiên một người lên đây bảo là 49 ngày chết bố có bố ông chết. Thế này chứng tỏ ra là ông ăn ở cơ quan làm sao để người ta đến đây ta xỏ chết mình thế hả ông? Khổ, bà cứ bình tĩnh nào. Ông hỏi đi. Này. Mới về cơ quan à? Cháu vừa về cơ quan xong là được 3 tháng ạ. À thế à? Dạ. Thế là ở bộ phận nào? Cháu làm ở bộ phận phát triển kinh doanh ạ. Thế thì chú Sếp của cơ quan đấy. À, chú là sếp phó cho chú Khang cái gì? Chú Khang là bạn của bác thân cháu đấy. Này này, cái mồm. Phó là phó thế nào? Tôi là sếp luôn. Trưởng. Ôi, tôi chết tôi rồi. Thế nào là mình ngồi ăn mặt rất buồn bã. Thế còn năm ông bên cạnh là cứ hơn. Tôi chết tôi rồi. Gì đấy? Đi đâu đấy? Cho mình nhờ tí. Cái gì đấy? Nhầm rồi. Cái gì nhầm? Tớ đi nhầm chỗ rồi. Cậu cho tớ xin lại. Cái ấy là cái gì? Ông này lăng nhăng. Cái ấy lúc nãy nè. À, tôi chết rồi. Em cũng phải nói thật với anh, cái này nó chỉ có đầu vào thôi. Nó hỏng cái đầu ra rồi. Nó ấm tồi rồi à? Tôi nói cho cậu nhé. 2.000 đô đi xin chạy việc của tôi đấy. Chứ không phải vớ vẩn đâu mà đầu vào với đầu ra cái gì. Có đơn ra không thì bảo. Cái mặt anh ấy mà chỉ đáng ra 200.000 thôi nhá. Này cần đưa giả cho 20.000 gọi tiền của tôi 10%. Này em ơi, chuyện nào cũng khó. 2.000 đô thôi. Cô chú ơi, giữ uy tín.
cô chú để cháu giải quyết vụ này cho. Ờ thế cháu giải quyết luôn đi. Nhá. Giữ thể diện cho cô chú. Khi nào tao nằm bẹp cho con rán thế này thì mày mới bước qua được cái hòm này nhá. Nào. Xuống đi. Xuống đi. Xuống đi. Thôi thôi thôi. 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 Cơm cơm cho cọp nó rơi. Cả một công lao bà, công trình của tôi là vào cái thùng. Ôi trời ơi. Tan tần già. Ôi trời. Tan tần già. Ôi trời ơi. Đúng là tham thì tấm mà. Vậy là thưa quý vị, bắt đầu từ một niềm vui muốn được chia sẻ cuối cùng lại trở thành một nỗi buồn, không chỉ cho những người được mời đến mà cho cả chính gia chủ của ngôi nhà mới đó. Thưa quý vị, với tất cả những gì mà quý vị và các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ, có lẽ chúng tôi xin không cần bình luận gì hơn, xin được để dành thời gian cho quý vị và các bạn sẽ có những suy nghĩ và nhận định riêng của mình. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày thứ bảy thật vui vẻ và thoải mái.